ao tiền shop anh ta nông cà nốt cứ bỏ ăn xôm bay tới chừng này cho bao bỏ ăn cả đại từ đại này bỏ ăn buông người clean nó nghe cái nào ngày buông người clean ruột thì luôn bỏ ăn mau nó clean tới đòi chia ra thà nâng và sáng tiền cứ thà clean ấy clean thôi là bán thoại tiền chẳng tới cứ bỏ ăn nực chọn chăm tục mau tiền chọn chăm tục mau buông nông cà nốt về miền dây than tì tiệt ta cứ thà đòi chẳng tới mà thật nâng co đặt từ đáy bờ bờ chia đặt hay hay sập từ mơ mục xe nó xe thơ mục mây mây đôi thà đặt đặt chân này khi ông bỏ ăn đây tới đôi bạc màu trắng á đặt trong o chẳng tới chẳng chẳng tới hay bờ chia tăng liền nực thảm nực nực thơ mây bờ thề rạ sỏi sỏi lại tới bàn dương ấy chẳng nói thà bờ nực khơi nhá bờ thề rạ nụ cua chẳng thề than ôi bát đáy máu tệ bát máu mỏng nâng ai nhờ miền rương ở cha chẳng bạn chứ chạy được chậm tục mòm tới ấy bây chia sau tới chạy mà hạt thật chạy xe ấy tới liền bạt sạt chẳng tới mình rồi ấy mình khơi nhau cái thằng nó khơi của ông trong tại ban thoại tiền nâng miền miền sập buốt môi sầm cua nó có bọt đạn nòng bạt nâng tới lực đạn lực bạt đầy chẳng tới nòng bầm non tha phai bằng cung o và côn đà bề bồ thị môn để lệ thầy rạ nâng á thập tập bạt nâng đại chân thì bỏ ông tới được miền rừng ọt cha chẳng ấy mạo chạm tục mệt mệt chẳng tới chụp chụp ai à mới co sang sở văn mê lì cạ chết đây bằng chốc bật thiết mùi dùm này chứ thiệt bật thiết bỏ ăn bằng bay dùm này bình chốc mà dùm này chứ nên sở văn mê lì cạ chết đây nâng co sang lô khạ bà xa tiết nụp bùm rong bà xong nơi ảnh nụ rê thẹ bà rê mà ha mê cơ vôn quay bình cung bà bô thì bật bôn bỏ ăn dùm ba âm tư chăng á ô bạc này say à kia sao vạ sẽ đắm này bà rê rê mê trây á cái nè bần tay đo mà đo cả lại hoài tiền nâng chốc ai à nơi đòi bê tệ bà mò chết rệt chữ ruột tham tê và đa bỏ mùi tròn thiện màu tương o màu tương bỏ mùi tròn cái này khơi như bỏ ăn lắm khơi bỏ ăn tay su xong tới tha xong cua đó tham ná tha bề bề đông bồ đề sát cục cục bỏ ăn một lần chỉ giọt máu nong chiết trong cào nhưng bỏ ăn tay chỉ cuồng nong tham to sệt đợi chân tới có bằng ao chết tới tham to sệt tới có bỏ ăn đối tung lụa chân ạ à biệt men vận tài đào tập về ban bằng ao vận tì từ đào than tóc sạch chẳng tới có sau vận tì bằng cuột tới chỗ tệ tới vận đây sân thị nơi nông ria chưa đoạt than tóc sạch nằng chẳng cái nào ấy có vận tiện sân mà ha chết đây thô pa ram bồ bồ thị bực mà ha mây cơ quan thấy có hai từ từ chẳng nâng cứ hiệp này nè để miền bon ban bồng pin tục màu hơi co sang màu hơi cứ chăng nâng co con để rụng lực ấy khơi tha ca ao tiền tận thế vừa đắp từ đôi côn ca liệt bon ca bỏ đi cha cày lên từ tạm nâng ấy ban cho màu nơi non ăn cốt rắn cay sắt tất cả này ba bị đọt lên sai sẽ bồng pin âm pin tiền đây chỉ kêu vừa đắp chết chia bỏ ra khá bỏ chết miền phá chá miền à này xong chá nâng không phụng bêl nâng miền là tiền thì phụng bêl thế chẳng cơ nè thì thà chật tá hay nâng à lăng ca rã tớ chia chật tá lăng ca rã nâng à hay nâng tạ rì khá rã chật tá tạ rì khá rã hay nâng ạp thang chẳng tớ chia chật tá lăng ca rã chật tá tạ rì khá rạp thang tiền nén tê tê nâng khinh phẹt của thá lục lược dược chỉ cái đây bà bình nâng mà bình dược khẳng chồng nâng tiền nâng đại thà chia cương bà đạp chết chia lăng ca bò chết bà ca ôi tiền nâng thua ôi chết nâng tuấn bằng áo tới ruột xa mà thá nâng vi bạc sản à phạm chăng ạ nâng ảnh đọc bê dân thua tiền dân tới sử bài chết tới đôi nhiệt nhóm chăng bà bàn ọp rùm rươi rươi mà phong bột thiên nó sẽ tệ cả đói thăm mê nó sẽ tệ cả đói sang khê nó sẽ tệ cả đói cơ nạ xây la nó sẽ tệ cả bán cha kia nó sẽ tệ cả bán tê và ta nó sẽ tệ cả bán ốc bạ sơ ma nó sẽ tệ cả bán đang chẳng tới chẳng mơ nghe nâng ạ miền bay tệ ba mau chạy thôi sơ ma thi lươn nó chật chập ban chia sơ ma thi mau bị ấy mau bị sơ bài chật ạ bài chật nâng ảnh rư có đó sai chẳng tới ban thoái tiền ấy ấy chẳng rùi sạch bạch tới cứ thơ
nức rồi lực hơi tiên để ban phơ hơi chìm buộc phải xong tùm nụp rong phải xa xa na đôi để ban chìm châm bệ sở ma xa mụt quý phô bệ thua bệ vị ní chìm bệ xa xa na chìm nụp phở ống chẳng cứ thờ bây tệ ba môi chìa cao lắng bây tệ ba môi chìa nâng chìa ong rồi bỏ sở ma thị hơi xa rạch vì tất cả vì cha rác bây tệ ong rồi bỏ sở ma thị nâng và thông mà chiên cả đói ốp và cha rác cả đói Samathi nâng cứ thả tay tại miền bay tệ ba mọi chuyện chẳng ông thua cứ bay tệ chết là sắc nâng tịch tu ấy chẳng tư cứ thả miền sụp hiếp thua ở chết nâng mình ọp sọc thua ở chết nâng mình mua may thua ở chết nâng thì chia xam xam chẳng ạ nâng hai ba mọi chuyện ông thua cứ bay tệ chết là sắc để nơi tuân chay chẳng hai ba mọi chuyện chẳng hai bà mau chẳng cả bán rư cả ba mọi chuyện chẳng tới cả bán còn nè lẽ bật tệ bay tệ ba mọi chén ạ mà tăng tăng về chia nè tăng thì nằm nay từ cam tới này biến đó còn nè cứ không cái bạn thì bạt và thua nâng chẳng không cả để dân miền cả bằng ao tới không sao mà thà mệt ta cả ná các bạn sao mà thà ấy các bạn mình chấm bua tệ cha kia nó sẽ tệ thế bàn tay cả ao tiền nâng vừa ao tham mà thị nâng ấy cứ thà miền tây tệ ba môi chia chặt ngọc thì chia đi đi tới cứ mệt đôi dương cái đó để đáp cất thế tiền vừa sập hiệp này bỏ rầm mắt chặt để cả đang miền sập hiệp vẽ chỉ bỏ rầm mắt nòng chỉ vật dương và đôi pe sờ lăng tới à vây vây có sát vây vây có lõ rồi hốt miền ca của bật ca mê sờ mê cha cha rứ có thà pe tô sai ca lớn của là mông là măng chân tới rồi hốt đo tới pa na thì ba rứ có chia ba ấy ấy chân tới là lời chặt nắng tiền hiền thơ hiền sầm lấp ấy ấy chân đó bạn đã đo tới sự phiền này chết để bà con đời bây tệ ba mọi chuyện cả lần tới cứ dân nực khơi nhỉ toàn để lẽ cần nặng nâng vào phê nâng cả lần mà anh dân đăng tham miên thì đây sọc na nó miên thì đây ngọt thì chuyện na nó ở miên tiện tuông nâng sầm bát khang cái ấy để ao dân đi đi ấy đôi ni thế dân tre o đi ra đây nâng miên ấy bàn ấy mình thì chuyện mình ngọt chẳng thể về phải nhập khuôn hành để nhập khoai khoa phê bùi ấy chẳng tới tại đó tới từ chuyện ngọc tam pleasure chết nấy lẽ khả năng vì xe chẳng hay đôi thành hà bực mình ấy nâng đèn bằng tham mê cha châm chấm nết còn bàn bệnh chuyện tha chỉ ca chạp ở rom hay nâng miền ca vô đăng bản thai em tiết đôi ốc bạc xa mà nó sẽ tệ ấy chăng nâng nơi khăn ông vì sao thì mẹ có ban trong đài anh ấy nơi khăn ông nó sẽ tệ nâng còn nè cứ ốc bạc xa mà nó sẽ tệ ní bạn đấy thật lực đó ốc bạc xa mà cứ bệnh hình bền có bản thái cứ mình mình bệnh hình bền để mình xoắn tệ lệ khẩn nạ nâng chỉ bỏ ra mặt nâng màu chỉ ở rộm thế thì bố dân sắc xa khăn ông mê riêng các bạn chế đẹp ấy tạm nâng người bệnh hình biến chìa rộm này chết ấy khá lá thà ấy cắn tá chìm búa mẹ buôn phòl buôn còn nè mẹ buôn phòl buôn nâng cứ đời dân khép nâng vô dân rộp tự tạm áp bản á bầm bay trăm đoán tự tạm bà thòm mà chiên hốt bà nhìn mạng chiên nâng xài xếp bình tay khăn ông tí ní dân mình chăm bạch rộp bức xa ấy rộp tự mẹ buôn phòl buôn nâng bình năng tới ba này dừng đằng ngày ai nâng chỉ ai cảm tạ bàn đây tha chậm này muối ai cảm tạ nâng ai cả nâng âm tạ nâng chậm này muối chậm này ta mày giáng bàn đây tha mẹ buồn phò buồn cứ nếp lại cao lại nó mình đại miên à rầm mà quay đặt tay thế nâng ngày miên tại bên thì bên chỉ à rầm tại mày giáng nâng hai thay ai cảm tạ chẳng tấn té bên thì bên mình miên à rầm chỉ buồn tại mẹ buồn phò buồn thế cứ tha chỉ à rầm này chết chết được sắc đặt tay cái này chết chết sắc đặt tế chi anh ấy cần tạ anh ấy cần tạ nó cứ tham ban đây tham mình mến miền tại bên thì bên chi à rầm bình năng tê miền à rầm đặt tê bình thái ác miền bên thì bên chi à rầm ban chẳng cứ tham miền bên bên chi à rầm chi anh ấy cần tạ nông sĩ đây chẳng á thì tham mà hà của sao đại chỉ nhiên là sao mà giật về cây cột tập phu nâng ạ hay vô tiền nè nâng nâng mà hà của sao nhiên là sao mà giật chẳng tư hay chấm pua bắt chơi về cận nạ vì thấy
គឺថាព្រះសេកបុគ្គលព្រះសោតាបានព្រះសក្កទាគាមីព្រះអនាគាមីក៏នៅលើមហាកុសលញាណសម្បយុត្តនឹងដែលពិចារណានៅព្រះនិព្វានគឺមានព្រះនិព្វានជាអារម្មណ៍ទាំងគណៈនឹងឯងមានព្រះនិព្វានជាអារម្មណ៍សន្តិលក្ខណៈនឹងមកជាអារម្មណ៍នៃមហាកុសលញាណសម្បយុត្តហើយបើព្រះអរហន្តបានសម្រេចព្រះអរហន្តនឹងមគ្គវិថីអរហន្តផលលក្ខចុះកាន់ប្រវែងទៅ បានបច្ចវេកណៈវិថីដែលពិចារណានឹងគឺមហាកិរិយាញាណសម្បយុត្តនឹងឯងអញ្ចឹងវាមានមហាកុសលមហាកិរិយាញាណសម្បយុត្តរួមទៅ8ដួងនឹងឯងហើយនឹងមានចិត្ត1ទៀតគឺមនោទ្វេរវចនៈមនោទ្វេរវចនៈនឹងគឺជាធម្មតាចិត្តនឹងមានក្នុងគ្រប់ទាំង30ភពនឹង31វាតែអសញ្ញសត្តាព្រំចេញមនោទ្វេរវចនៈនិងក្រេរោគអារម្មណ៍ក្នុងមនោទ្វេហ្នឹងណាហ្នឹងឯងហើយឲ្យតែមានមនោទ្វេរវិថីចិត្តកើតឡើងវាត្រូវមានមនោទ្វេរវចនៈហ្នឹងឯងប៉ុន្តែមនោទ្វេរវចនៈដែលមានព្រះនិព្វានជាអារម្មណ៍គឺនៅពេលដែលមានបច្ចវេកណៈវិថីដែលពិចារណាព្រះនិព្វានពិចារណាមិពិចារណាផលពិចារណាកិលេសដែលលះនឹងនៅសល់អីគឺមនោទ្វេរវចនៈហ្នឹងក៏អត់ មានព្រះនិព្វានជាអារម្មណ៍ដែរគឺបច្ចវេកណៈវិថីពិចារណាអីគឺមានហ្នឹងជាអារម្មណ៍ឯងចារណាមិមានមិជាអារម្មណ៍ចារណាផលមានផលជាអារម្មណ៍ប៉ុន្តែដល់បច្ចវេកណៈវិថីពិចារណាព្រះនិព្វានគឺព្រះនិព្វានជាអារម្មណ៍តាំងពីមនោទ្វេរវចនៈកើតឡើងម្លេះហ្នឹងឯងបានចូលនៅក្នុងជីវ័ននឹងចឹងទៅបើជាមហាកុសលឬក៏មហាកិរិយាញាណសម្បយុត្តហ្នឹងអត់មានតតិលម្បណៈទេព្រោះតតិលម្បណៈនេះគឺ មានអារម្មណ៍ជាកាមាវចរៈតែម្យ៉ាងអាចមកមានព្រះនិព្វានជាដើមនេះជាអារម្មណ៍ទេអញ្ចឹងគឺថាមានជីវ័នក្នុងបច្ចវេកណៈវិថី7គណៈត្រូវធ្លាក់ចុះកាន់ប្រវែងទៅនឹងគឺគ្រាន់តែលើកឲ្យឃើញថាចិត្ត ឯខ្លះដែលមានព្រះនិព្វានជាអារម្មណ៍ហើយដល់ទៅឧបសមានុស្សតិគឺដោយឡែកពីចិត្តទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងបានវិសុទ្ធិមៈបានពន្យល់អំពីការដែលបានស្ដាប់មកហ្នឹងឯងតេតួងទៅនឹងសវនញ្ញាណហ្នឹងឯងឲ្យសវនញ្ញាណនេះគឺស្ដាប់ក្នុងអរិយសច្ចៈទាំង4ហ្នឹងប៉ុន្តែអត់មានសច្ចៈទុក្ខសច្ចៈសមុទយៈនិរោធមេអីមកជាអារម្មណ៍ទេ សវណញ្ញាណបញ្ញាណៈស្ដាប់គឺថាមានអត់មានសេចក្តីនៃពធัวហ្នឹងអត្ថបញ្ញត្តិហ្នឹងគឺព្រះបរិយត្តិធัวហ្នឹងមានសេចក្តីយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចហ្នឹងបញ្ញត្តិជាអារម្មណ៍នៃសវណញ្ញាណគឺបញ្ញាមហាកុសលទាំងបញ្ញាថ្នាក់ស្ដាប់ហ្នឹងឯងស្ដាប់ពីទុក្ខសមុទយៈនិរោធមគ្គហ្នឹងណាប៉ុន្តែអត់មានទុក្ខសមុទយៈនិរោធមគ្គអីជាអារម្មណ៍នៃទុក្ខ មតិយៈជាអារម្មណ៍នៃវិបស្សនាបានទេអប់រំទៅដោយហៅសរុបមកនៅក្នុងវិបស្សនាហៅថាសមសនញ្ញាណអញ្ចឹងគឺថាញាណគឺថាមាន4គឺជាពូធัวមួយដែលត្រូវរៀបរាប់ទៅគឺថា1គឺសវណញ្ញាណឬក៏សវណមយញ្ញាណអញ្ចឹងទៅហៅខ្លីទៅសវណញ្ញាណអញ្ចឹងទៅទី2 គឺវិបស្សនាទាំងហ្នឹងហៅថាសមសនញ្ញាណហើយបានទី3បដិវេទញ្ញាណហ្នឹងគឺជាលោកុត្តរៈដែលកើតឡើងហ្នឹងហើយនឹងបានទី4បច្ចវេកណញ្ញាណហ្នឹងឯងអញ្ចឹងចំពោះសវណញ្ញាណហ្នឹងគឺអត់មានទុក្ខសមុទយៈនិរោធមគ្គអីជាអារម្មណ៍ទេប៉ុន្តែបានការស្ដាប់ហ្នឹងឯងហ្នឹងឯងបើបច្ចវេកណញ្ញាណ គឺថាមានសច្ចៈទាំង4ជាអារម្មណ៍ពិចារណាអីគឺបាននឹងឯងជាអារម្មណ៍ប៉ុន្តែអត់មានកិច្ចលះកិលេសអីក្នុងការពិចារណាទេនឹងឯងទោះជាពិចារណាព្រះនិព្វានក៏មិនមានមកលះកិលេសអីដោយការពិចារណាព្រោះចិត្តនឹងមិនប្រព្រឹត្តទៅដោយតតាំងកេបហានៈឬក៏សមុច្ឆេទៈបហានៈអីដូចជាវិបស្សនាញាណមគ្គញាណទេ ណាគឺជាគណៈនៃបច្ចវេកណញ្ញាណចឹងទៅគ្រាន់តែថាដូចជាព្រះសេកបកុលអីក៏មិនមានកិលេសកើតឡើងក្នុងគណៈនឹងទៅតាមគណៈដែលជាមហាកុសលញាណសម្បយុត្តចឹងទៅប៉ុន្តែមិនមែនជាវិបស្សនាពិចារណាត្រៃលក្ខធัวអីអីទៅនោះទេអត់មានការលះបង់កិលេសអីនៅក្នុងបច្ចវេកណៈវិថីនឹងទេគ្រាន់តែពិចារណាអារម្មណ៍ដោយវិថីនឹងចឹងហើយនៅក្នុង
ឧបសមានុស្សតិនេះគឺថាអត់មានសន្តិលក្ខណៈមកជាអារម្មណ៍ទេគឺព្រះអត្ថព្រះពធួអត្ថកថានឹងឯងនៅក្នុងវិសុទ្ធិមគ្គសមាធិនេះទេនឹង